Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Mina Cuộc Sống Manawi. Thì hôm nay Mina làm bánh này, Mina không biết tên tiếng Việt là gì nha. Tên tiếng Naui là panna cake, tên tiếng Anh là pancake. Thì mình đã làm món này thì mình làm là 600ml sữa tươi không đường nha các bạn, 370g bột mì nào cũng được, bột mì đa dụng, bị một mì mì số bột mì nào cũng được hết nha, với lại bốn cái trứng này to lắm các bạn đó, với lại nửa muỗng cà phê muối. Cái bánh này thì mình làm ra thì mình không có bỏ đường nha các bạn. Ví dụ mình khi mình làm ra rồi thì ai thích ăn ngọt thì bỏ mứt, bỏ bơ hoặc bỏ đường lên trên ăn. Còn nếu người nào mà ta thích ăn mặn thì có thể bỏ lên thịt dăm bông, bacon, format, mình hay là hot dog, mình bỏ các thứ đó lên ha. Bây giờ thì mình lắp tay vô mình làm nha. Cho nó nghỉ khoảng 30 phút rồi sau đó Mina mới đổ bánh nha. Bây giờ thì Mina sẽ cắt bacon nha cả nhà. Thì mình nghĩ là có nhiều bạn là nghĩ là ủa tại sao mình sử dụng bacon nhiều quá, mình xài nhiều sử dụng bacon nhiều là tại vì nhà mình á mấy đứa nhỏ ông xã mình đối với mình cũng vậy, mình cũng thích ăn bacon lắm, thành ra mình xác mình bỏ lên bacon. Mà các bạn cứ thử làm đi, thử làm cái bánh mình với bacon với lại phô mát đó, ăn tái tê luôn á, ngon lắm luôn.
thanh hay không cả. Đây là thịt chim bông, đây là thịt sông khói, còn đây là phô mát nha. Mình sẽ làm hai loại, một loại là để ăn ngọt, còn một loại là để ăn mặn nha. À, mọi người đây là cái máy mình chưa bằng cái máy đúng không? Này mình sẽ nướng bánh nha, thay vì nướng bằng chảo ở trên lò điện thì mình không nướng, thì cái này mình có được. Đó, mình chỉ để nó nóng lên xong mình sẽ đổ lên, đổ bột luôn. Các bạn, đây là bột của mình nè. Thì các bạn biết sao không? Khi mà mình pha bột xong mình để cho bột nó nở á, thì bột nó hơi đặc lại tí xíu, nó không có lỏng lắm. Thank you.
làm xong rồi, nhưng mà làm xong thì bánh nó cũng sắp hết luôn rồi. Tại vì lúc mình làm á là ra cái nào là ông xã và mình mới giữ lại mấy đứa nhỏ ăn hết. Tại vì mấy cái bánh này làm ăn nóng nó mới ngon. Tại vì trong đó có phô mát nè, rồi có baking, rồi có thịt giam bông á, cái đó mình ăn nóng mới ngon. Chứ mà mình để nó nguội á thì cái phô mát nó nguội lại, nó đông lại thì ăn nó cứng, nó không có được ngon lắm. Thì bây giờ mình chỉ còn lại có 5 cái thôi. 5 cái này là 2 cái là có phô mát với lại thịt xông khói ở trong đó. Còn 2 cái này là chỉ có phô mát thôi. Đó. Còn cái này là cái nãy mình đã làm là không có nhân. Để bây giờ là mình đã ăn với lại mứt nha. Thì đây. Đây cái này không có nhân nè cả nhà. Đó. Ha. Thì bây giờ là mình đã có mứt dâu nè. Cái này là mứt dâu tây á cả nhà. Xong là bây giờ thì mình sẽ xịt mứt dâu lên trên này nha. Các bạn biết ăn bánh đây nè, ăn ngọt hay ăn mặn gì cũng được, dễ ăn lắm. Nhà mình mà mỗi lần làm món này ra, làm xong cái là coi như là ăn là có bữa thì hết luôn á. Có bữa thì hôm nay thì còn lại mấy cái. Đây các bạn, bây giờ mình đã xịt dâu, mứt dâu lên rồi nè. Giờ thì mình sẽ đắp nó lại nè. Tại vì khi Mina làm cái bột này thì Mina không có bỏ đường, thì nó dễ lắm, mình ăn mặn cũng được, mình ăn ngọt cũng được, dễ lắm. Ngon lắm. Cái mứt dâu này là ngon lắm các bạn. Các bạn mà làm bánh kẹp á cũng ăn như thế này được. Ở bên này người ta làm mứt, người ta không có làm kiểu mứt mầm, mứt mà dạng nó lỏng lỏng á, chứ nó không như ở Việt Nam mình mứt lỏng lỏng mình để ăn kèm với bánh này nọ đó. Như bánh kẹp cũng ăn cũng ngon nè. Nhưng mà nó không phải là nó có chỉ một loại mứt này đâu, nó có nhiều loại mứt lắm. Nó có loại mứt dâu xanh nè, rồi trái Việt Quất nè, nó có mứt cả mứt thơm nữa, mà nó làm cái dạng lỏng này nè, đó ăn rất là ngon. Bây giờ bên này cũng có nhiều người ta ăn bánh mì, mà bánh mì người ta cắt lát ra đó, xong cái người ta bỏ mứt lên người ta ăn. Ngon. Cái này nói chung á là không có phải cái món hảo của mình đâu. Tại vì mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích á, ra mình làm thôi. Chứ ok, bây giờ con mình nó thích thì mình làm, chứ bây giờ chứ tính sao giờ. Nó thích món gì mình làm cho nó món nó ăn, chứ nãy mình làm mấy món mà nó không thích rồi ép nó ăn cũng không được. Làm món nào nó thích nó ăn thì nó ăn nhiều đúng không? Làm món nào nó không thích có ép đi chăng nữa hả? Ăn một hai muỗng à. Mà mấy đứa con mình khó ép lắm. Làm cái nó ăn thôi, chứ nó không bao giờ ép được nó. Bây giờ mà có bỏ đói nó hay là nó nhịn đói tới ngày mai luôn nha. Nó không ăn, mà nó nhịn đói thì ai xót? Ba mẹ nó xót chứ ai xót. Thành ra con mình á, nó muốn ăn gì mình cho nó ăn cái đó, mình muốn ép. Nói chung thì cũng làm những món mới rồi, cũng kêu con nó thử thôi. Nó thử, nó thích thì nó ăn. Có nhiều món nó thích nó ăn, còn có nhiều món nó không thích thôi. Mina cũng không ép nữa. Đáng lý ra món bánh này là món mặn. Thì bây giờ thôi, thì bây giờ coi như là mình ăn món mặn đi hen. Xong rồi cái bây giờ cái giờ mời các bạn vào bếp với Mina làm thêm món trắc miệng nữa nha. Hôm nay hai món bánh luôn nha.
Đây các bạn, đây là bây giờ là Mina chuẩn bị bánh, làm bánh món bánh này. Hồi nãy mình ăn bánh mặn rồi đúng không? Bây giờ mình làm bánh này để mình tráng miệng nha cả nhà. Đây, thì bánh này thì mình cần là 4 cái trứng thôi nha mà. 4 cái trứng này mình để ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng tất nhiên là mình lấy ra từ trong tủ lạnh, mình để nó ở ngoài ngoài bàn đó. Cho nó không có, đại khái như nó không có lạnh nữa. Với lại 480g bột mì. Cái này đó là 180g đường nha cả nhà. 180g đường. Rồi mình cần là một muỗng cà phê muối nổi. Cái này là muối nổi nha cả nhà. Nothon là muối nổi. Rồi xong mình chỉ cần là 2 muỗng cà phê đường vani. Cái này mình sẽ làm cho nó thơm, bánh nó thơm lên. Còn đây là sữa, 9 dl sữa. 9 dl sữa là nó gần 1 lít đó cả nhà. Nhưng mà sữa này không phải là dạng sữa, sữa tươi bình thường nè. Sữa này nó đặc lắm. Để đợi xíu mình nó lấy cái muỗng cho cả nhà coi. Đây, sữa này nó là sữa đặc. Đó, các bạn thấy không? Nó đặc nè. Nhưng mà cái sữa này ở bên đây người Na Uy á, người ta hay uống cái sữa này. Đó, tại vì người ta nói cái sữa này nó rất tốt cho tiêu hóa. Đó. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái sữa này. Mình không biết thì ở các nước khác thì nó như thế nào sữa. Mình không biết. Ở đây mình xài sữa này. Còn nếu như những bạn ở Việt Nam mà hay những bạn ở nước khác mà kiếm không có cái loại sữa này á, thì mình có thể là mình xài sữa tươi bình thường vẫn được nha. Sữa tươi không đường nha các bạn. Đây là cái hộp này các bạn. Cho những bạn nào ở Na Uy nè. Nó tên là Control Milk nha. Cho những bạn nào ở Na Uy. Đây, giờ thì mình bắt tay với mình làm bánh nha cả nhà. Bây giờ thì mình đã đập trứng vô trong cái tô này nha cả nhà. Rồi sẽ bật máy lên. Đánh đều. Để kích chưa? Bây giờ thì Mina sẽ cho đường vô nha. Cho đường vô xong rồi mình sẽ đánh nó lên lại. Giờ thì Mina sẽ bỏ bột vô nha. Nhưng mà Mina không có bỏ hết cùng một lúc. Mina sẽ chia nó ra làm 2 hoặc 3 lần. Quan trọng là khi các bạn đánh bỏ bột vô trong trứng đánh là không nên để số lớn quá nha, để số lớn quá là mình sẽ, là bột nó sẽ bắt nó. Thank you.
đầu khi giới thiệu nguyên liệu các bạn mình nó có quên giới thiệu bơ. Mình phải cho 4 muỗng bơ vậy nè, muỗng bơ. Bơ tan chảy này nè. Đó. 4 muỗng vô nha. 1 2 3 4. Đó. Rồi xong mình sẽ trộn đều lên nè. Đáng lý ra là mình đang trộn bơ vô lúc hồi nãy đó. Hồi nãy mà đang trộn bột á. Nhưng mà lúc đó bơ nó còn nóng quá, mình bỏ vô sợ nó bột nó sẹp á. Nên bây giờ mình phải đây, trộn bây giờ cũng được, có sao đâu cả nhà. Chân, bây giờ thì mình sẽ nướng nha. Khi các bạn thấy nó nổi, à, thấy không? Nó nổi bong bóng lên nè. Đó, rồi nó là mình tự đợi thêm một chút xíu nữa là mình có thể trở bánh qua rồi. Thơm lắm các bạn ơi, giờ đứng đây mà mình đang ngửi thơm lắm luôn. Đó các bạn thấy không, bây giờ nó vàng bên đây là vừa rồi nè. Đó, mình trở ra cho các bạn coi nha, thấy không? Nó cũng vàng bên đây rồi. Thank you.
Yay!
bánh mình làm cho mấy đứa nhỏ nha mình. Hôm nay mình làm, đặt làm đầu, không biết đầu con gì nữa, con chó, con gấu hay con gì không biết nữa, mà thấy nó cũng dễ thương lắm mà. Đó, đây là cho con mình thôi. Đây mình đang làm tiếp nè, mình đang nướng cho nó hết nè. Nướng làm cái này cũng cả tô bột luôn, làm chắc ăn tới ngày mai luôn. Tự nói chung bây giờ thời dịch bệnh đó các bạn biết không, đâu có ra khỏi nhà đâu, bây giờ chỉ ở nhà đó rồi ăn rồi chơi thôi nè, có gì ăn đó đó. Buồn miệng thì bảy này ra bảy kia làm ăn vậy đó. Ăn từ sáng đến chiều luôn, xong cái mùa dịch bệnh này cái nới cửa xong rồi cái lăn luôn chứ đừng nói đi nữa. Mọi người đây là dĩa bánh mình làm. Đây các bạn, đây là mình đã làm xong rồi nè. Phải biết sao mình làm xong rồi chứ nói chung thì cũng mấy đứa nhỏ với cũng ăn xong rồi, giờ chỉ còn có mì nè thôi. Đó, cái này nãy là đây thì thôi cái dĩa này để mai đi cho tụi nó ăn chứ. đây mì nó có bơ chứ lại có dầu. Thì ở nhà Mina bây giờ chỉ còn là hai thứ này thôi, là Mina thử ăn hai thứ này nha. Đó, cái này là tròn nè. Bây giờ thì mà ăn dâu trước đi, ăn với dâu, múc dâu trước đi, tại vì á bơ thì nó cũng hơi mặn mặn. Ý mà đúng đâu ta? Bơ mặn mặn thì mình phải ăn trước chứ, rồi sau đó mình ăn dâu sao? Đúng rồi. Bơ là mình cho chét một lớp bơ. Nói chứ thiệt tình ra ăn cái này á ớm lắm. Cái mùa dịch này nè mà cứ ở nhà làm xong rồi ăn ớm lắm luôn. Cậy nó đi, bây giờ cậy nó, bây giờ mọc ớm gì lo gì biết. Giờ cũng một chồng ba con mà cũng tùm lum, đúng không? Thả bây giờ mình ăn nha. Ngon. Nó ngọt, nó béo béo, nó mặn mặn, ngon. Mọi người ở nhà ai có con nhỏ làm mấy cái này cho nó ăn, ngon. Bảo đảm với mọi người là nó phê luôn á. Tại vì mình làm cái bánh đầu tiên mình làm thì nó hơi khó, thì cái đó mình làm được. Nhưng mà cái này nè, mình cho mấy đứa nít nó làm chung, cho mấy đứa nhỏ nó làm chung, nó tự tạo hình tạo thú đó cũng vui. Ngon, béo ngon mọi người, nó vừa béo nó vừa mặn mặn mà nó thơm lắm. Con nít mà, con nít thì nó thích mấy cái này lắm luôn. Bảo đảm các bạn làm lên là hết hàng, ăn hết á. Bây giờ thì mình đang ăn dâu nha. Chắc mai đi ra siêu thị mua thêm hộp dâu để nhà. Cái này mấy đứa nhỏ như mình cũng ăn được. Mình không có bỏ nhiều gì mất, mình bỏ vậy thôi, tại vì bánh nó đã ngọt rồi. Bánh hồi nãy mình làm nó không có ngọt, mình bỏ nhiều mất thì ăn nó ngon, chứ cái này mà ngọt rồi. Như đây là dừa nè, nhưng mà có nhiều người người ta thích ăn dâu lắm các bạn ơi, rồi chét nhiều lắm luôn. Nhưng mà nói chung thì mình ăn cái gì cũng tùy theo khẩu vị của mình thôi, đúng không? Mình làm quá rồi nó cũng không có ngon. Kẹp lại vậy nè. Ngon quá.
Ngon lắm luôn cả nhà. Nó mềm lắm. Nó mềm kỹ mà mình vừa cắn vô miệng mình, cái xong cái mình cảm giác nó tan từ từ trong miệng mình, nó tan ra, ngon lắm luôn. Món này á, hai món bánh hôm nay mình đã làm á, là cũng lâu lắm rồi mình mới làm lại á. Mấy đứa nhỏ nó hỏi hoài á. Hôm nay nói chung là bữa giờ cũng không có đi làm, cũng rảnh rỗi nên làm á. Ngon quá. À, vậy là hôm nay là Mina đã chia sẻ với các bạn hai công thức làm bánh nha. À, hai cái công thức làm bánh là con nít rất là thích ăn luôn á. À, thì hôm nay thì Mina dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video của Mina. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Bye bye.